Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí buổi chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022. Chiều nay lão nông lại nhận được một món quà của một thượng đế gửi tặng lão nông. Để quay lại để cho mọi người cùng xem. Đây này. Mà người thượng đế này gửi từ ở đây nó lại giấu địa chỉ. Đây. Nó lại giấu địa chỉ người gửi, thế mới oai oăm chứ lại không biết của thượng đế nào. Đây. Đấy. Đây người nhận đây này. À, Nguyễn Văn Tiến là người gửi linh kiện sửa chữa. À, nhưng mà Tiến ở đâu thì không biết. Thế mới đau diều chứ lại không biết đồng chí Tiến này ở đâu mà gửi cho cái thùng to như thế này. À, mời mọi người xem như đây. Đây đấy, nó vận chuyển đây là vỡ rồi đây này, đây đấy. Đấy đóng vào cái thùng to quá, đóng vào cái thùng to quá. Cái gì đây đồng chí này gửi cho mình cái gì đây? Cái này là cái gì? Cái này là khăn để phủ đài à? Khăn để phủ đài mà đồng chí lót vào đây luôn. Đây. Đây nữa này. Nhà bán khăn đấy, cái này ra lót luôn. Biết rồi, nhà bán tạp hóa hay là bán kiểu khăn mặt các thứ thì quần đùi quần đục đấy. Nhưng mà may không mang quần gì ra để lót vào đài, chứ mang cái quần kia ra để lót vào đài thì gì quá. Kỳ quá nhé. Yeah. Đây lại có bức thư đây rồi. Đây lại có tối hậu thư ở đây rồi. Đây là 715 này. Đây là 710 này. Đấy, còn cháy chui rụn ra này. Đây có bức thư đây rồi. Kính gửi bác Khang này rồi. Đấy, em có hai cái đài. Lâu cả rồi nhưng không. Em muốn nhờ bác sửa giúp đây. Đấy. À đây Mỹ Đức, đồng chí này ở Mỹ Đức Hà Nội. Đây. Nguyễn Văn Toán chứ không phải Tiến, đội 6 Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thủ đô Hà Nội nhá. Đấy may quá lại có cái bức gọi là thư này, chứ không thì không biết của ai thì. Đấy. Đây. Úi dồi ôi, nguy hiểm quá. Cái này gửi thì không biết lấy cái gì, sửa cái gì cái đài này. Bỏ mẹ rồi. Đây. Ở đây là còn đấy, dính cái gì vào đấy này. Anten không có này. Anten có này. Nắp pin không có này nhá. Đài này thì nguy hiểm quá, đài này mà khôi phục lên thì nguy hiểm quá. À Sony 715. CFS 715. Đây, Sony CFS 715. Ô, không ấn được, liệt luôn này, đây. Liệt luôn cả bàn luôn này, tê liệt luôn. Chắc con này nó là kỷ niệm của đồng chí công tác không còn. À, chắc con này để lấy linh kiện thôi. Con này chắc tặng mình để lấy linh kiện rồi, cứ đoán vậy. Nên này thì công tác rút hết thì khổ quá nữa, mình cứ thiếu gì cái loại này đâu mà gửi vào. Nên nó tốn tiền vận chuyển nhá, đồng chí này gửi mình không phải trả đồng nào cả, tiền cước đồng chí gửi hết này. Thế rồi đây. Còn ở đây đây là đài Sony 710. Chắc là đồng chí bảo là phục chế cho đồng chí cái đài này nghi đó. Còn cái đài kia thì nó mất hết gì rồi. Đúng rồi. Ui dồi này. Nguy hiểm chưa. Cửa băng vẫn còn ra. Đấy, cửa băng vẫn được nghe đấy. Chưa cho ăn điện mà vừa xong nó tách cái gì. Hay nó đi đây nó hãi. Nó đang định rên đấy. Vừa xong nó tách cái gì. Đấy. Cái này thì còn đang tiền. Nhưng mà cho nó bị thủng đây, lót lòng đèn ở đây. Đấy, cái này có cả nắp pin nhá. Này có cả nắp pin. Ngoại hình thì mang vào đây là lành lặn. Tuy nhiên chắc là cái đài này không được bắt ốc nên là dính bằng dính như này. Đây.
Đây. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Không bằng gã gì đây, dính đầy. Đây. Đấy, thế là đài này chắc gãy hết chân ốc rồi. Chắc gãy hết chân ốc rồi nên là mới dính bằng dính. Đấy. Thôi nhưng mà cho dù nó đã gãy chân ốc như thế nào chăng nữa nhá. Đấy, mà đồng chí đã tin tưởng mình nhá. Đã gửi chọn niềm tin vào nơi của lão nông thì đương nhiên rồi, lão nông sẽ phải cho nó rên rỉ lên nhá. Hồi đấy buổi chiều hôm nay nhận được cái món quà tặng của người anh em ở Mỹ Đức, Hà Nội gửi cho lão nông thì cũng quay lại để cho mọi người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam đã gửi chọn niềm tin vào nơi của lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.